Bị cáo phải trả giá cho cả hơn mất hết tất cả những gì hơn 45 năm chiến đấu, công tác, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hơn 46 năm vinh dự đứng trước hàng của Đảng. Bị cáo phải trả cái giá đắt, nhận những hình thức cao, kỷ luật cao nhất của Đảng và chính quyền. Và tới đây, với nội dung luận tội của Viện Kiểm sát, bị cáo còn phải trả cái giá có thể bằng cả sinh mạng của mình. Chính vì vậy, ngày hôm qua, bị cáo đã có lời thỉnh cầu lên Hội đồng xét xử và Viện Kiểm sát tối cao để trình bày về những đóng góp của gia đình, bên nội, bên ngoại của bị cáo với Đảng và Nhà nước, những đóng góp và những ghi nhận thành tích công lao của bị cáo đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng tấm huân chương cao quý, những tấm huân chương, huy chương, huy hiệu Đảng đối với bị cáo. Và trong đơn bị cáo cũng nói về việc gia đình bị cáo đã sẽ quyết tâm khắc phục 100% triệt để vụ việc này cho bị cáo bằng cách là đã thể hiện quyết tâm là người vô nhà của bị cáo đang ở và đã bước đầu khắc phục một số và chắc chắn trong những ngày gần đây sẽ khắc phục triệt để vụ việc này. Vâng, xin là hội đồng xét xử rộng lớn khoan hồng, giảm nhẹ mức tối thể có thể thấp nhất cho bị cáo để bị cáo được sống và sau những năm tập trung cải tạo được trở về sống với vợ con